Anh Mạch, em không hiểu sao anh lại làm như vậy nữa. Chỉ còn vài ngày nữa là em về quê mất rồi. Cũng không biết là bao giờ mới được gặp lại anh em, mà anh lại giao khu trợ tạm cho em. Hơn nữa, trong ba anh em, thì anh Huy là người có công cao nhất. Bây giờ anh thu hẹp địa bàn của anh ấy như vậy, em sợ là mọi người không phục anh. Việc của mày, anh đã sắp xếp rồi.